Ok, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Bây giờ mình chơi một game có tên An Robot trong phong ca game. Robot kiến à? Nhìn trông hay phết ta. Yo, let's go. Lên vào một chiến luôn. Ui, game này từ 2020 à? Bỏ qua đi. Tiêu diệt ba tên đâu ta, đây rồi, bên này có một tên này. Ê, có kiếm nha. Một tên, ok. Ơ kìa, đây rồi. Tên hai, ô. Ok. Đây à. Trốn bên này à mày? Đi chui đâu đây? Đằng sau này à, nó mạng. Ok, mission. Vậy cái này còn ghi sai cả tên luôn này, ghi sai chữ luôn. Bỏ qua, vẫn là kin ba tên à. Xem nào, 400 m về bên tay trái à. Rồi ra đây để anh tiêu diệt nó. Bom bom. Lại 400 m đến bên này à. Đường này lắt léo thế. Ủa đâu rồi? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày này, hỗn. Quầy. Thế. Ơ kìa, đang đánh nhau thì làm gì đây? Khó chịu thật. Ok, cuối cùng cũng xong. Level 3. À, lần này là khủng long à. Robot khủng long à. Ra đây chịu chết đi. Sao thế? Gần một cây cơ. Ui, con robot này của mình còn to hơn cái ô tô luôn. Ê. Rồi. Một tên. Bé thứ hai, bé thứ hai này, rồi đi tìm bé thứ ba này, còn bốc coi nữa. Bé thứ ba đó heo, bé thứ tư ra đây, come on baby. Hẹo chưa? Ok.
Search for 4 enemy. Rồi. Chắc vẫn là tiêu diệt nó chứ nhỉ. Một tên. Thằng này gần hơn à. Ui, 5, 5 con cơ mà. Trốn à. Được rồi. Không sao xuất. Ok, 5 tên. Yo, chơi thêm này vào nữa nha. Ê, gần vậy. Gần thế. Có hai thằng này ở xa này. Xa thì cũng đi. Bắn không trúng là chém nó nhanh. Bên này hả mày? Trốn đây à? Đi. Ok. Và một bé bên này. Ô dê, ô dê. Ok. Sẽ không đi được này. Ok. Ok, nghỉ thôi.